Mai là mùng 5 tháng 5 rồi. Video hôm nay không có nói về chú chiên nữa mà nói về bánh ú lá tre, hay còn gọi là bánh ú bá trạng đó. Mình sống là khu người Hoa gốc Phúc Kiến. Đến Tết nửa năm hay là Tết Đoan Ngọ thì người ta hay cúng bánh ú lá tre cho tổ tiên ông bà. Bánh ú kiểu người Hoa về cơ bản thì giống bánh ú của người Việt, nhưng mà gói bằng lá tre nên sẽ có mùi đặc trưng hơn và cái mùi nó thơm đậm đà hơn lá chuối. Về nhân thì sẽ có thêm tôm khô, hột vịt muối ba rọi đã được ướp, chỗ cô này còn có thêm miếng tỏi nữa. Bánh nấu hơn tới 4 tiếng rồi treo lên cái cởi cho nó ráo. Ngày Tết nửa năm trên bàn thờ tổ tiên là dĩa bánh ú với dĩa giải. Năm nào tới tháng này là giải người ta bán đỏ hai bên đường. Tết nửa năm là mình nhớ tới bà ngoại của mình, nhớ mấy cái mẹ bà dạy, nào là canh 12 giờ trưa ra chớp chớp mắt với ông mặt trời là nguyên năm đó không bị đau mắt đỏ, là mình tinh xái cổ luôn, cũng ra chớp chớp mà nắng nó chói, cũng ráng hãy hãy con mắt xong vô tuyên bố: "Bà má ơi, con chớp được mắt rồi nè." Rồi ra vẻ tự hào là năm nay mình không có bị đau mắt lắm, mà hình như tụi nít mình khoái mấy phép thần không quảng đại vậy lắm hay sao á. Giờ ngoại cũng còn nữa, nhưng mà mình nhớ Tết Đoan Ngọ về ngoại chơi ăn bánh ú lá tre với trái cây quá trời.